Chào các bạn, đây là thành phẩm của món cút lộn xào me mình vừa mới làm xong đây. Cái phần nước sốt thì rất là ngon, hấp dẫn, vị chua ngọt vừa phải. Và làm sao để chúng ta có được một cái món ăn ngon và hấp dẫn như thế này thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cái công thức làm cút lộn xào me. Với những ai mà đang kinh doanh chẳng hạn, muốn kinh doanh thì các bạn có thể áp dụng cái công thức này. Nó làm cho cái món ăn rất là ngon và hấp dẫn, tạo nên thương hiệu riêng cho bếp nhà mình các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị 25 quả trứng cút lộn, 50g me cô đặc, nước cốt me cô đặc như thế này. Các bạn có thể mua ở trong siêu thị, nó có rất là nhiều sốt me, hoặc là các bạn có thể tự mua cái me khô, người ta đóng gói vào một cái gói, sau đó các bạn nấu lên đều được nhé. 20g hành băm, 20g đường. Ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình 10g tương cà hiệu Charlie Mix thì nó lên màu rất là đẹp này. Một muỗng cà phê bột nêm, 100g nước và rau răm ăn kèm với cả cái món này. Trước hết thì cái phần trứng cút này các bạn sẽ đem đi luộc chín cho mình nhá. Để cái phần trứng cút chín ý, thì các bạn sẽ luộc ngập nước này và luộc tính từ lúc nước sôi, các bạn sẽ luộc thêm 5 phút nữa là trứng cút lộn nó sẽ chín tới các bạn nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi nước, sau đó các bạn cho cái phần trứng cút này vào này. Các bạn sẽ bật bếp nhé. Tính từ lúc nước sôi, đun thêm 5 phút nữa là được. Sau khi mà các bạn đã đun được 5 phút như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhé. Sau đó các bạn bóc hết cái phần vỏ đi cho mình. Đây các bạn sẽ bóc hết cái phần vỏ ra nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nấu nha. Các bạn sẽ thêm vào đây 2 muỗng dầu ăn. Sau đó cho hành và phi thơm. Khi mà các bạn cho hành phi vào phi thơm rồi, sau đó các bạn sẽ cho đường này. Các bạn cho đường vào, các bạn đảo qua một chút. Cốt me. Nước lọc. Tương cà. Bột nêm. Các bạn đun đến khi mà cái hỗn hợp này nó tan hết cái phần gia vị ra. Nó sền sệt lại là được. Các bạn đun cỡ tầm 1 phút với lửa lớn như thế này để cho nó bốc bốc hơi nước. Sau đó thì các bạn mới cho cái phần trứng cút vào để rim nhé. Khi mà các bạn đun được 1 phút rồi, nó bốc bớt cái phần hơi nước rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho cái phần trứng cút vào để các bạn rim nhé. Các bạn rim đến khi mà cái hỗn hợp này nó keo lại, nó sền sệt lại là được. Mình đun với lửa trung bình lớn. Sau khi mà các bạn thấy cái phần sốt này nó sền sệt lại như vậy rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé.
Các bạn sẽ cho nó ra một cái đĩa sâu lòng, bởi vì nó có cả cái phần sốt ấy. Chúng ta sẽ cho hết cái phần sốt nó ra như thế này. Phần sốt thì cực kỳ vừa vặn luôn các bạn. Đó. Sốt rất là vừa vặn. Món này thì các bạn sẽ ăn kèm với cả phần rau răm. Đây. Rau răm mùa này ngon lắm các bạn. Một tốt mưa. Trời miền Bắc đang mưa nhiều. Món này phải ăn với rau răm mới ngon. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đó, món này ăn nóng mới ngon nha. Ăn thật nóng mới ngon. Đó.